Những vị tăng ở Nam Tông hay Nguyên Thủy ngủ bao nhiêu giờ mỗi đêm? Làm sao để Phật tử như con ngủ ít lại, chỉ ngủ 4-5 tiếng một đêm? Con đọc được đoạn kinh Đức Phật chỉ nói về giấc ngủ, nhưng hầu hết chỉ nói về việc thâm thẳm giấc ngủ, nhưng chưa tìm cách làm sao để ngủ ít lại. Thực ra là có đấy, nhưng mà cái thời gian cụ thể đó thì nó tùy mỗi người. Đức Phật không hề đưa ra một cái khoảng thời gian cụ thể mà mình cần phải ngủ bao nhiêu. Nói như thế này nè, theo như ở trong kinh ấy, thì chỉ nên ngủ khi không thể thức được nữa. Tức là thường á, vào thời Đức Phật ấy, những vị tỳ kheo thường thức rất là khuya, thậm chí là không ngủ, thức rất là khuya, và chỉ ngủ khi mà vị đó, đó không thể thức được nữa. Tức là cái sự buồn ngủ á, nó làm cho cái tâm vị ấy á, bị che khuất, bị mờ đi, cho nên là vị ấy cần phải nghỉ ngơi. Và khi nghỉ ngơi như vậy đó thì vị đó nằm nghiêng về bên phải với cái suy nghĩ là ta sẽ thức dậy. Và với những vị mà hành thiền một cách miên mật ấy, thì cái chủ ý như vậy đó rất là mạnh, nó không có hề yếu đâu. Khi một vị có chủ ý là ta sẽ thức dậy bất kỳ lúc nào đó, ta sẽ thức dậy ngay đó, thì khi mà vị ấy vừa tỉnh ngủ là vị ấy sẽ bật dậy ngay lập tức. Thành ra là vào thời Đức Phật thì không có chuyện coi giờ. Tương tự như vậy thì cũng có những trường hợp là một vị hành thiền ngủ gục thì vẫn bình thường, vẫn là bình thường. Còn cái kinh nghiệm của sư thì nó có hai việc. Thứ nhất là khi mà mình ngủ ấy, trước khi mình ngủ ấy, mình có cái chủ ý là mình sẽ thức dậy, thì trong những lúc mà mình có cái sự hành thiền và nó miên mật ấy, thì cái chủ ý đó sẽ đủ mạnh để nó thay đồng hồ báo thức và mình có thể thức dậy. Và cái thứ hai đó là cái việc hành thiền, mình phải hành thiền, bởi vì khi hành thiền như vậy đó mình sẽ thay được giấc ngủ. Nếu như quý vị có hành thiền ấy, một số đề mục, ví dụ như đề mục rải tâm từ, quý vị sẽ nhận ra là cái não của mình ấy, nó sẽ không có căng thẳng, nó sẽ có một cái trạng thái là nó tương đối, nó thư giãn, tương đối thư giãn, và nó sẽ giúp cho mình ấy, bớt uể oải. Và một phần tạm nói theo cách của mình, nó sẽ bù một phần cho cái giấc ngủ. Đương nhiên là sư không nói những trường hợp mà mình ngủ thiền nha, tức là vừa thiền vừa ngủ.